chị ấy từng sống hạnh phúc bên chồng và con trai họ đã có một cuộc sống vô cùng yên bình nhưng rồi chị đã bị đảng cộng sản trung quốc bắt và bách hại vì đức tin của mình vì sợ bị liên lụy gia đình chị đã tìm mọi cách để khiến chị từ bỏ đức tin thậm chí họ còn đưa chị vào trại tâm thần bên trong trại tâm thần đó điều gì đã xảy ra với chị ấy và sau khi ra khỏi trại tâm thần Chị đã đối mặt với sự bách hại của những người thân thiết nhất như thế nào? Chị đã tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng khi nào vậy? Ờ, à, đó là vào tháng 1 năm 2012 Tôi đã được chia sẻ phúc âm thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng Và nhờ đọc lời Đức Chúa Trời Tôi nhận ra rằng Đức Chúa Trời tạo dựng nhân loại Mọi thứ chúng ta vui hưởng đều là do Ngài ban cho Vì vậy chúng ta nên tin và thờ phượng Đức Chúa Trời đó là cách duy nhất để được Đức Chúa Trời chấp thuận và ban phước. Sau này, khi đã đọc thêm lời Đức Chúa Trời toàn năng, tôi thấy rằng lời của Ngài tất cả đều là lẽ thật. Đức Chúa Trời toàn năng là đấng cứu rỗi đến với thế giới. Vì vậy, tôi đã tiếp nhận Đức Chúa Trời toàn năng. Ý, vậy lúc đó, chồng và con trai chị có phản đối đức tin của chị không? Không phản đối. Tôi đã dắt kiệt sức để điều hành công việc kinh doanh nên bị căng cơ thắt lưng nghiêm trọng và bị viêm khớp dai, thể đông cứng. Tôi đau đến nỗi hầu như không thể chải đầu hay tự mặc quần áo được. Uống thuốc cũng không có tác dụng gì. Sau khi tin Đức Chúa Trời, bệnh của tôi thuyên giảm một cách kỳ diệu, nên chồng và con trai tôi rất là vui mừng và thực sự ủng hộ đức tin của tôi. Nhưng chỉ vài tháng sau đó, Chồng tôi thấy vài lời dối trá mà đảng Cộng sản Trung Quốc đã lan truyền trên mạng về Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng, nên đã bắt đầu chống đối đức tin của tôi. Anh nói, ờ, à, Đức Chúa Trời mà em tin vào giờ đang bị chính phủ phản đối. Nếu cứ tiếp tục, em có thể bị bắt sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của con trai chúng ta. Em nên sớm từ bỏ đi. Có một lần khi tôi vừa đi chia sẻ phúc âm về, chồng của tôi nhìn tôi hầm hầm và nói, Em dẫn ra đường đó hả? đội an ninh quốc gia vừa mới gọi cho anh đó họ hỏi em có phải là một tín hữu không nếu đúng là vậy em phải giao nộp mấy quyển sách về đức chúa trời họ cũng đưa một chồng ảnh yêu cầu anh nhận dạng một số người nếu em cứ ngoan cố tiếp tục giữ đức tin thế nào cũng sẽ bị bắt tôi liền đáp lại em đang đi con đường đúng đắn trong cuộc sống em không làm cái gì phạm pháp hết họ lấy quyền gì mà bắt em chứ anh ấy nói tiếp em ngây thơ quá đó trung cộng đặc biệt căm ghét và tìm cách gây hại tín hữu tụi em nếu em giữ đức tin bọn chúng có thể bắt em và đánh đập em rồi em sẽ thấy chúng tàn nhẫn thế nào tôi thầm nghĩ nếu như chồng mình chống đối đức tin của mình thì chắc chắn con đường này sẽ càng khó đi hơn cho nên trong lòng tôi âm thầm cầu nguyện với đức chúa trời xin ngài dẫn dắt tôi trên con đường phía trước tôi cũng vô cùng quyết tâm. Cho dù chồng tôi ngăn cản tôi thế nào đi nữa, tôi cũng không bao giờ từ bỏ đức tin. Tạ ơn Đức Chúa Trời. Tôi nghe nói sau đó chị đã bị bắt khi đang chia sẻ phúc âm. Ừ. Và gia đình chị đã đưa chị đến trại tâm thần sau khi chị được thả. Đúng vậy. Đó là vào tháng 12 năm 2012. Gần một năm sau khi tôi tin vào Đức Chúa Trời Vì có người trình báo việc tôi rao giảng phúc âm Nên tôi bị bắt Và bị giam giữ 5 ngày ngày họ thả tôi ra một tên cảnh sát cảnh báo tôi từ giờ trở đi bà nên từ bỏ đức tin đi nếu bà mà còn tin chắc chắn bà sẽ bị bắt ngồi tù đó tôi đã ngồi đợi khoảng nửa tiếng hay sau đó thì chồng tôi đã lái xe đến đón tôi nhìn anh ấy rất tức giận vẻ mặt vô cùng khó chịu anh ấy ra khỏi xe bước vào đồn cảnh sát để làm thủ tục tôi cũng không biết mấy người họ nói gì nữa sau đó anh ấy đưa tôi về nhà Về đến nhà thì tôi đã thấy Anh trai, em gái và em rể tôi Đều đang ở trong sân Chắc là đang chờ tôi Lúc đó tôi nghĩ Họ đều có mặt ở đây Chắc chắn là để ngăn tôi tin vào Đức Chúa Trời Đặc biệt anh trai tôi lúc đó Còn là một lãnh đạo cấp quyền Trước đó vì anh ấy đã thấy những lời dối trá trên mạng Do Đảng Cộng sản Trung Quốc loan truyền Lên án và bán bổ Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng Nên đã khuyên tôi đừng tiếp tục tin nữa Anh cũng nói Đức tin của tôi có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp của con trai tôi Và cũng ảnh hưởng đến anh ờ, Có thể làm anh bị mất chức cán bộ Nên chắc chắn anh đến đây một lần nữa Là để thúc ép tôi từ bỏ đức tin Tôi nhanh chóng cầu nguyện với Đức Chúa Trời ừ. Xin Ngài dẫn dắt và bảo vệ tôi Khỏi những sự quấy rối này ngay khi tôi vừa ra khỏi xe thì anh tôi đã đến gần và vừa cười vừa nói. Em nên từ bỏ vụ đức chúa trời này đi. Em chỉ cần ngoan ngoãn ở trong nhà và chăm lo việc gia đình thôi, đừng có bướng bỉnh nữa. Con trai em đã có một công việc tốt. Nếu em cứ giữ đức tin thì sự nghiệp của nó sẽ bị ảnh hưởng đó. Nó sẽ quán trách em suốt cả đời. Rồi em trẻ tôi còn nghiến răng nghiến lợi, quơ tay múa chân và chửi bới tôi chị tin Đức Chúa Trời. Vậy Đức Chúa Trời đâu? Em không tin ông ta, nhưng mà em vẫn sống rất tốt đó thôi. Chồng của tôi hằng học với tôi và giận dữ nói. Con trai chúng ta không dễ gì mới có được công việc tốt, được trở nên nổi trội. Lỡ như vì em tin Đức Chúa Trời mà khiến con trai đánh mất công việc này, thì em tính sao hả? Ngay lúc đó em gái tôi cũng tiến đến, nói với tôi. Nè, chị nên từ bỏ Đức tin đi. Chồng chị rất tốt với chị, con chị đang có công việc tốt như vậy là đủ lắm rồi chị chỉ cần ở nhà chăm sóc tốt gia đình là được ha à, nghe mọi người nói như vậy tôi nghĩ thầm trong bụng trước giờ vợ chồng tôi đã cực khổ làm việc kiếm tiền lo cho con ăn học bây giờ nó có cuộc sống tốt không phải là chuyện dễ dàng gì nếu chỉ vì tôi đã tin vào đức chúa trời mà hại nó thực sự bị mất việc chắc nó sẽ hận tôi căm ghét tôi cho đến cuối đời nhưng rồi tôi lại nghĩ rằng nếu tôi từ bỏ đức tin chính là phản bội đức chúa trời từ sau khi trở thành một tín hữu tôi đã học được các lẽ thật tôi biết rằng thờ phượng đức chúa trời là điều đúng đắn đối với một loài thọ tạo là con đường đúng đắn để đi theo và hơn thế nữa đức chúa trời cũng đã chữa khỏi bệnh tật cho tôi tôi không thể thiếu lương tâm như vậy được tôi đã thầm cầu nguyện với đức chúa trời trong lòng lệ đức chúa trời gia đình đang cố ép con từ bỏ đức tin hiện giờ con rất đau khổ xin ngài hãy ban cho con đức tin và sức mạnh và rồi tôi nhớ đến những lời này của đức chúa trời trong mỗi bước công tác mà đức chúa trời thực hiện bên trong con người bên ngoài dường như là những tương tác giữa con người với nhau như thể được sinh ra từ sự sắp đặt của con người hoặc từ sự can thiệp của con người nhưng ẩn ở phía sau mỗi bước công tác và mọi thứ xảy ra là một cuộc đánh cược do sa tăng đặt ra trước đức chúa trời đòi hỏi mọi người phải đứng vững làm chứng cho ngài lấy ví dụ như khi job đang bị thử luyện ở phía sau sa tăng đang đặt cược với đức chúa trời và điều đã xảy ra với job là những việc làm của con người và sự can thiệp của con người đằng sau mỗi bước công tác mà đức chúa trời thực hiện trong các ngươi chính là một cuộc đánh cược của sa tăng với đức chúa trời đằng sau nó tất cả là một trận chiến tôi nhận ra rằng đằng sau việc gia đình tôi công kích tôi thực ra là chính sa tăng đang cố tình thử thách và tấn công tôi gia đình tôi đã tin vào những lời dối trá của đảng và bị mê hoặc dùng công việc của con trai tôi để đe dọa tôi để ép tôi phản bội đức chúa trời tôi không thể mắc bẫy của sa tăng được mà phải kiên dưỡng làm chứng cho Đức Chúa Trời. Rồi tôi cũng nhận ra rằng, con mình có làm công việc gì đi nữa thì cũng nằm trong sự an bài của Đức Chúa Trời. Không ai có thể thay đổi điều đó. Đúng như Đức Chúa Trời phán, số phận của con người được kiểm soát bởi bàn tay của Đức Chúa Trời. Người không thể nào kiểm soát chính mình. Mặc dù luôn luôn tất bật và bận rộn, nhưng con người vẫn không thể kiểm soát chính mình. Nếu người có thể biết được những triển vọng của bản thân mình, có thể kiểm soát được số phận của chính mình thì ngươi có còn là một vật thọ tạo nữa không? Cho nên tôi đã nói, có đức tin là một con đường đúng đắn, em không vi phạm điều luật nào hết. Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt giữ em và lôi mọi người vào chuyện này thì đó chính là sự tà ác của đảng. Mọi người không nên về phe chúng để áp bức em, ngăn cản đức tin của em. Tất cả mọi người đều biết trước khi tin vào đức chúa trời bệnh của em trầm trọng đến mức không thể tự chăm sóc mình sau khi có đức tin em đã hoàn toàn hồi phục tất cả đều là nhờ ân điển và phước lành của ngài đức chúa trời toàn năng là đức chúa trời thật là sự đến của đấng cứu rỗi hiện tại các thảm họa ngày càng lớn dần đức chúa trời toàn năng đã bày tỏ rất nhiều lẽ thật là để cứu rỗi nhân loại thoát khỏi tội lỗi khỏi các thảm họa để cho tất cả chúng ta có thể được ngài che chở sống sót qua thảm họa bước vào vương quốc của ngài nếu như em vì sợ hãi sự bách hại của đảng cộng sản trung quốc mà từ bỏ đức tin của mình vậy thì em sẽ mất đi cơ hội được cứu rỗi dù mọi người có phản đối thế nào thì con đường đức tin của em em nhất định phải đi lúc đó thì chồng tôi đang đứng trước mặt tôi vô cùng giận dữ chỉ vào tôi và nói Cô thật sự đã hết hút chữa rồi Vừa nói xong Anh ấy liền nháy mắt với anh trai của tôi Sau đó cả hai cùng đi vào nhà Bắt đầu nói gì đó không biết Tôi vô cùng lo lắng Không biết hai người họ đang lén lén lúc lúc Nói chuyện gì vậy ta Một lúc sau thì cả hai đều quay ra Anh trai tôi lại nháy mắt với em gái của tôi Sau đó nói chuyện với tôi bằng nụ cười bí hiểm thôi bây giờ chúng ta đi kiếm gì ăn đi em gái tôi và cháu rể của tôi lập tức đi nhanh tới kế bên tôi mỗi người một bên giữ chặt tay tôi rồi sau đó kéo tôi vô xe tôi lập tức cảm thấy um, có gì đó không ổn rồi tôi cố gắng hất tay họ ra nói là tôi không muốn đi nhưng họ cứ vậy mà đẩy tôi vô xe tôi nhớ hình như là xe chạy khoảng nửa tiếng thì bắt đầu dừng lại tôi nhìn ra ngoài thì thấy đang ở một bệnh viện tâm thần anh trai tôi chồng tôi em rể tôi đều lần lượt ra khỏi xe lúc đó tôi cảm thấy rất sốc không lẽ bọn họ đã thật sự đưa tôi đến nhà thương điên sao lúc đó tôi liền nghĩ mình phải tháo chạy ra khỏi xe thôi nhưng tôi đã bị nhốt trong xe vì cửa đã bị khóa tôi nhìn thấy mấy người bọn họ cùng nhau đi về phía văn phòng của bệnh viện đột nhiên tôi hiểu ra tất cả mọi chuyện bọn họ đã lên kế hoạch này từ lâu rồi họ nói ra ngoài ăn chính là để lừa tôi đến trại tâm thần đó <laughs> bị người thân tống vào trại tâm thần thật sự là không thể chấp nhận nổi ừ. tôi đã tức giận và ghê tởm họ tôi không thể tin bọn họ lại đưa tôi đến đó họ thật nhẫn tâm mà vậy mà gọi là người thân cái gì chứ tôi chợt nghĩ lại về việc sau khi chồng tôi gặp tôi ở đồn cảnh sát anh ta đã vào trong đó nói chuyện với họ một lát và nghĩ về việc người thân của tôi ờ à, đã nhìn nhau với ẩn ý gì đó khi nói cùng nhau đi ăn tôi nhận ra rằng đây rất có thể là một kế hoạch do đảng Cộng sản Trung Quốc cố tình bày ra chúng đã cố làm mọi thứ để bức ép tôi phản bội lại Đức Chúa Trời lúc đó tôi tức đến nỗi không thể nói được lời nào trên mặt tôi nước mắt trực trào vì phẫn quốc. Tôi nói với họ một cách đầy căm phẫn. Chỉ vì tôi tin vào Đức Chúa Trời mà các người nỡ đưa tôi đến đây để họ tra tấn tôi. Chính các người mới là lũ điên. Điều các người làm là sai trái bất chấp lẽ thường rồi các người sẽ bị quả báo. Tôi còn chưa kịp nói xong thì từ bệnh viện có hai nhân viên hộ lý đi ra mang theo dụng cụ để trói tôi lại. Anh trai tôi chồng tôi em rể tôi chỉ đứng đó nhìn tôi không ai nói một lời nào trái tim tôi tan nát và tuyệt vọng có nằm mơ tôi cũng không thể tưởng tượng nổi gia đình tôi và chồng tôi chỉ vì muốn bảo vệ tư lợi chỉ vì không muốn bị liên lụy mà nghe theo những lời vu khống dối trá của đảng cộng sản trung quốc đưa tôi vào bệnh viện tâm thần trong khi tôi vẫn hoàn toàn khỏe mạnh họ chẳng màng đến sự sống chết của tôi bỏ mặt tôi bị tra tấn không có người thân nào như vậy hết tất cả bọn họ đều là ma quỷ tôi vừa nghĩ tới đó thì nước mắt tôi không thể nào kìm được nữa tôi thậm chí còn không thèm nhìn họ tôi tức giận nói với các hộ lý tôi không bị sao hết chỉ vì tôi tin đức chúa trời mà họ lừa gạt đưa tôi vào đây thậm chí ép buộc tôi phải chữa trị như một người bệnh các người chưa tìm hiểu rõ ràng mà đã trói tôi lại sao? Nhưng mà bọn họ đã hoàn toàn phớt lờ tôi. Họ đối xử với tôi như một bệnh nhân tâm thần nghiêm trọng và nhốt tôi vào khu một. Nơi mọi hành lang cửa ra vào và cửa sổ đều có các thanh sắt chặn lại. Phòng của tôi chỉ rộng khoảng 3 đến 5 mét vuông và hoàn toàn trống không. Trong phòng chỉ có một chiếc giường đơn và một cái mệnh bông bẩn thiểu ở trên cái mền vẫn còn vết nước tiểu cũ loang lỗ từng dệt từng dệt khắp nệm trong phòng còn có mùi nước tiểu nồng nặc trong đó còn không có nhà vệ sinh chỉ có một phòng tắm ở hành lang dành cho cả bệnh nhân nam và nữ dùng chung thường xuyên bị khóa cửa mỗi khi muốn đi vệ sinh tôi phải tìm một hộ lý nhưng nếu các hộ lý đang bận họ sẽ không mở cửa tôi chỉ ráng nín mà thôi trong bệnh viện bất kể ngày đêm Lúc nào cũng có tiếng than khóc của các bệnh nhân, khi thì họ hát nghêu ngao, khi thì khóc hoặc bắt đầu la hét, "Thả tôi ra đi, thả tôi ra đi." Bọn họ cũng liên tục đập vào các thanh sắt. Toàn bộ nơi đó tràn ngập những âm thanh như ma kêu sói hú vậy, nó khiến tôi rợn hết cả người. Tôi cảm thấy nơi đó không phải là một nơi dành cho con người chỉ vì đức tin vào đức chúa trời mà tôi bị đảng cộng sản trung quốc bắt bớ và giam giữ ngay khi tôi được thả chính gia đình tôi lại đưa tôi đến nhà thương điên để bị tra tấn tôi vừa mới thoát ra khỏi miệng cọp thì lại rơi vào hang sói sao tôi có thể sống nổi được đây càng nghĩ tôi càng thấy khổ sở và không thể ngăn nổi dòng nước mắt vừa khóc vừa nhớ lại việc trước đây các anh chị em chúng tôi đã từng hội họp hát thánh ca và chúc tụng đức chúa trời tôi rất muốn được cùng họ động lời đức chúa trời thực hiện bổn phận nhưng tôi lại không thể ra khỏi đó và tôi cũng không biết mình sẽ bị giữ ở đó bao lâu tới khi nào tôi mới không còn chịu đau khổ đây tôi đã cầu nguyện như vậy lạy Đức Chúa Trời. Con đang bị giam với các bệnh nhân tâm thần, con thấy thật sự vô cùng đau khổ. Đức Chúa Trời ơi, bị rơi vào tình cảnh này, con không biết làm sao để vượt qua. Xin Ngài hãy dẫn dắt con. Cầu nguyện xong, tôi nhớ đến đoạn lời này của Đức Chúa Trời. Có lẽ tất cả các ngươi đều nhớ những lời này vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng vô biên. Chắc các ngươi đều đã từng nghe những lời này trước đây. Nhưng không ai trong các ngươi hiểu ý nghĩa thực sự của chúng. Hôm nay, các ngươi đã nhận thức sâu sắc về ý nghĩa thực sự của chúng. Những lời này sẽ được Đức Chúa Trời thực hiện trong thời kỳ sau rốt và chúng sẽ được thực hiện nơi những người bị con rồng lớn sắc đỏ hành hạ tàn nhẫn trên vùng đất mà nó cuộn nằm. Con rồng lớn sắc đỏ bức hại Đức Chúa Trời và là kẻ thù của Đức Chúa Trời. Và vì vậy, trên vùng đất này, những ai tin vào Đức Chúa Trời đều chịu sự sỉ nhục và áp bức. Và kết quả là những lời này đã được thực hiện nơi các ngươi, nhóm người này. Do được khởi đầu trên một vùng đất chống đối Đức Chúa Trời, nên mọi công tác của đức chúa trời đều gặp phải những trở ngại to lớn và việc thực hiện nhiều lời của ngài cần có thời gian do đó con người được tinh luyện nhờ những lời của đức chúa trời đều cũng là một phần trong sự chịu khổ thật vô cùng khó khăn khi đức chúa trời thực hiện công tác của ngài trên vùng đất của con rồng lớn sắc đỏ nhưng thông qua chính những khó khăn này mà đức chúa trời thực hiện một giai đoạn công tác của ngài biểu lộ sự khôn ngoan và những việc làm siêu phàm của Ngài và tận dụng cơ hội này để làm trọn vẹn nhóm người này. Tôi đã hiểu ra rằng Trung Cộng chính là kẻ thù truyền kiếp của Đức Chúa Trời. Chúng sẽ không để mọi người có đức tin và đi theo Ngài. Đức Chúa Trời toàn năng bày tỏ lễ thật cứu rỗi nhân loại nên chúng đang điên cuồng bắt bớ và bắt hại các tín hữu. Loan truyền những đồn đại dối trá lên án hội thánh Đức Chúa Trời toàn năng để lừa gạt những người không biết gì về lẽ thật. Chúng làm liên lụy các thành viên trong gia đình của các tín hữu, quỷ hoại sự nghiệp của những người trong gia đình họ, khiến cho những người này chỉ trích gây gắt các tín hữu đó. Lợi dụng những người này để ép buộc các tín hữu phản bội Đức Chúa Trời. Đảng Cộng sản Trung Quốc đúng là cực kỳ tà ác mà. Gia đình tôi đã bị Trung Cộng lừa gạt vào lôi kéo, nghe lời chúng bức bách tôi chỉ vì đức tin của tôi, thậm chí còn đưa tôi vào bệnh viện tâm thần nữa. Đó thực sự là một nơi cực kỳ tồi tệ, nhưng qua đó tôi có thể thấy được thực chất tà ác của đảng Cộng sản Trung Quốc. Và Đức Chúa Trời qua đó hoàn thiện đức tin của tôi, nên tôi phải dựa vào Ngài mà kiên dững làm chứng. Suy nghĩ như vậy, tôi đã liên tục cầu nguyện xin Đức Chúa Trời ở bên cạnh tôi và bảo vệ tôi khỏi sự bách hại của ác quỷ Satan. -tăng. Satan -tăng càng áp bức tôi thì tôi càng tin vào Đức Chúa Trời. Lúc đó là ngày thứ hai tôi ở viện tâm thần. Một hội lý đã mang thuốc cho tôi uống. Tôi tức giận nói với anh ta rằng tôi không có bị bệnh, tôi hoàn toàn bình thường, tôi không uống. Anh ta nói không ai đi vào đây mà không bị bệnh cả, chị phải hợp tác điều trị mới có thể sớm được khỏi bệnh và về nhà. Nhưng dù anh ta có nói gì, tôi cũng sợ không dám uống. Đến ngày thứ ba thì một bệnh nhân tâm thần nặng uh, được đưa vào khu tôi đang ở, vì không còn giường trống nên họ đã chuyển tôi đến khu ba. May mắn là khu đó không được kiểm soát chặt chẽ lắm, nên tôi có thể ra khỏi phòng ở khu ba đó tôi thấy quần áo của một số bệnh nhân đều đã mòn rách hết đến nỗi lộ hết cả mông ra mặt và cổ họ thì vô cùng bẩn thỉu tóc tai thì bù xù không khác nào cái tổ chim một số người quần áo dơ tới nỗi nhầy nhụa bê bết khiến tôi thực sự cảm thấy buồn nôn tôi nhớ là uh, lúc đó phòng tôi ở còn có hai bệnh nhân tâm thần một người thì mắt luôn đờ đẫn không chút biểu cảm Thỉnh thoảng tự lẩm bẩm một mình. Người còn lại thì tôi không biết là đã bị nhốt ở đó bao lâu rồi. Mỗi sáng sau khi thức dậy cứ liên tục đi đi lại lại trong hành lang rồi còn hút thuốc nữa chứ. Họ thực sự khiến tôi rất sợ hãi. Tôi sợ rằng những lúc họ phát bệnh mà tôi không để ý họ có thể đánh tôi hoặc là giật tóc tôi. Hoặc là lúc tôi đang say ngủ họ có thể tới bóp chết tôi. Cho nên vào ban đêm tôi không bao giờ ngủ sâu được. Mỗi lần trước khi đi ngủ, tôi đều liên tục thầm cầu nguyện với đức Chúa trời trong lòng, xin ngài bảo vệ tôi chỉ có như vậy tôi mới an tâm được. Đó là cách duy nhất khiến tôi ngủ ngon được một chút. Ngày nào cũng có uh, một hộ lý đến đưa thuốc cho chúng tôi và đứng canh chúng tôi uống thuốc. Uh, khi nào anh ta nhìn thẳng vào mặt tôi thì tôi uống, nhưng nếu anh ta không để ý thì tôi không uống sau đó tôi vào nhà chị sinh nhổ viên thuốc đó ra có một lần khi tôi nhổ thuốc ra thì bị một bệnh nhân khác nhìn thấy chị ấy nói rằng cô không được làm như vậy đâu trước đây có lần tôi đang nhổ thuốc thì bị một hộ lý bắt quả tang anh ta liền lao vào đánh tôi tới tấp sau đó lấy một ống nhựa nhét vào lũ mũi của tôi rồi cố nhồi thuốc qua cái ống đó việc đó khiến tôi đau đớn kinh khủng sau đó thì tôi không biết liệu chị ấy có đem chuyện thấy tôi nhổ thuốc ra nói với các hộ lý không nhưng từ ngày đó nhân viên bệnh viện đã theo dõi kỹ hơn việc uống thuốc của các bệnh nhân ngày nào các hộ lý cũng đứng ở góc bàn để um, giám sát chúng tôi yêu cầu bệnh nhân mở miệng to ra dùng đèn pin soi vào để chắc chắn rằng chúng tôi đã nuốt xuống Tôi không còn lựa chọn nào khác Nên tôi đành phải uống thuốc à, Một vài ngày sau Diện trưởng đến kiểm tra phòng Ông bất ngờ hỏi tôi Ngày 21 Có thảm họa hay không? Tôi nghĩ việc này rất kỳ lạ Nên tôi nói Chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể nói Khi nào thảm họa sẽ xảy ra Diện trưởng nghe xong đáp Tôi thấy cô thực sự không khỏe phải tăng liều cho cô và kể từ ngày đó tôi phải uống thêm thuốc trước là một viên giờ phải uống hai viên tôi thấy cực kỳ tức giận ông viện trưởng đó đâu có biết chắc là tôi có bị bệnh hay không mà tùy tiện tăng liều cho tôi ông ta chẳng quan tâm gì đến mạng sống con người cả bệnh viện là nơi để cứu người và giúp đỡ người bệnh nhưng bây giờ nó đã trở thành một nơi để trung cộng bách hại các cơ đốc nhân chỉ vì đức tin của tôi mà chúng đã hãm hại tôi một cách rất thâm độc thật sự là tôi vô cùng căm ghét cái đảng này mười ngày sau khi uống thuốc tôi bắt đầu cảm thấy rất yếu thậm chí khó đi lại tôi đã tự hỏi đây có phải là tác dụng của loại thuốc mà họ bắt tôi uống không chỉ sau một thời gian tôi cảm thấy rất khổ sở nếu cứ tiếp tục uống thuốc như vậy thì không bệnh cũng sẽ thành bệnh mà thôi ngày nào cũng phải đối mặt với các bệnh nhân tâm thần đó tôi khổ sở tới mức trầm cảm cứ bị tra tấn như vậy tôi thấy như thể mình sắp bị vấn đề về thần kinh rồi nghe thôi cũng thấy việc ở đó thật sự khiến người ta chán nản và khổ sở ừ nhưng chắc hẳn chị vẫn thấy sự dẫn dắt của đức chúa trời trong những hoàn cảnh đó chứ phải lúc đó tôi đã liên tục thầm cầu nguyện với đức chúa trời và tôi chỉ có thể vượt qua được nhờ sự dẫn dắt của lời Ngài. Tôi nhớ có một lần sau khi cầu nguyện, tôi nhớ việc Đức Chúa Giêsu kêu La-sa-rơ hãy ra khỏi mộ phần đi. Ông đã chết được 4 ngày rồi, xác đã bắt đầu bốc mùi, nhưng Đức Chúa Trời đã đưa ông trở về từ cõi chết chỉ bằng một vài lời. Đức Chúa Trời là toàn năng, Ngài tể trị số phận của toàn nhân loại, nên tôi biết rõ mạng sống của tôi cũng nằm trong tay Ngài. Tôi nghĩ đến vài điều Ngài đã phán trong mọi sự xảy ra trong vũ trụ này, chẳng có gì mà ta không phán quyết cuối cùng. Có sự gì mà không nằm trong tay ta. Những viên thuốc đó có thực sự là sẽ khiến tôi phát điên không khi nào tôi mới được thả đều nằm trong tay Đức Chúa Trời. Tôi phải dựa vào Đức Chúa Trời bằng đức tin để vượt qua được chuyện này. Suy nghĩ như vậy đã khiến tôi được củng cố đức tin. Tôi đã không còn thấy sợ nữa vào một buổi tối sau đó hai tuần uh, tôi đã nhận ra là tôi có thể gọi cho người trong gia đình hỏi xem có thể ra ngoài sớm hơn không sau khi tôi gọi điện sáng hôm sau chồng tôi lái xe đi đến bệnh viện tôi liền nói anh đưa tôi ra khỏi đó tôi nói với anh chỗ đó không phải dành cho con người ở ở đó lâu sẽ khiến một người bình thường cũng phải phát biên chồng tôi đã gọi cho anh tôi để thảo luận về chuyện đó tôi có thể nghe tiếng anh tôi nói qua điện thoại rằng Trước hết, bắt nó ký tờ giấy cam kết từ bỏ đức tin, rồi mới cho nó ra ngoài. Ờ, à, nếu nó cứ giữ đức tin, thì cứ để nó chết ở đó đi. Tôi chưa từng nghĩ anh trai mình cùng chung một dòng máu, mà lại có thể nói ra những lời như vậy. Tôi thực sự cảm thấy ớn lạnh lắm. Anh ta không phải người nhà tôi, anh ta chỉ là một con quỷ đuổi lúc người mà thôi tôi giận dữ nói với chồng mình rằng Nếu các người muốn áp bức tôi, tôi cũng không muốn sống nữa. Nếu hôm nay các người không đưa tôi ra khỏi đây, thì tôi sẽ đập đầu tự sát. Chồng của tôi nói với tôi một cách hằng học. Nếu cô vẫn giữ đức tin thì đừng hồng ra khỏi chỗ này. Cô có thể chết rụng xương ở đây luôn. Rõ ràng chồng tôi không có ý định đưa tôi ra. Tôi thầm nghĩ nếu anh ta cứ bỏ mặt tôi ở đó tôi sẽ không bao giờ tìm được cách để thoát ra ngoài vậy sao tôi thực hành đức tin được cho nên lúc đó tôi đã giả bộ nói với chồng tôi là tôi không tin nữa chồng tôi khi đó mới đồng ý đưa tôi trở về nhà tạ ơn đức chúa trời vậy sau khi về nhà chị có thể dự họp và đọc lời đức chúa trời không sau khi về nhà chồng tôi lúc nào cũng theo dõi từng hành động của tôi không để tôi ra ngoài đi họp hay để tôi đọc lời Đức Chúa Trời. Có những lúc trong khi tôi đang ngủ trưa, anh ta thậm chí còn đến xem liệu tôi có đang đọc lời Đức Chúa Trời không. Nhưng tôi vẫn có thể bí mật đọc bằng máy MP5 của mình. Rồi một buổi sáng nọ, khi tôi đang sạc pin máy MP5 thì bị anh ta bắt gặp. Anh ta lập tức giật lấy nó, sau đó tức giận hét lên với tôi. Sao cô vẫn còn tin hả? Nếu như bị bắt cô sẽ phải ngồi tù. Tới lúc đó, con trai của chúng ta sẽ vì cô mà bị mất việc làm. Cô làm sao đối mặt với nó đây? Cô không được đi theo Đức Chúa Trời nữa. Vừa nói, anh ta vừa đẩy tôi một cái thật mạnh. Đầu của tôi lập tức sưng to do bị da đập mạnh vào thành giường. Tôi không hiểu sao anh ta lại có thể hung ác như vậy. Tôi chỉ tin Đức Chúa Trời tôi có làm gì sai đâu mà anh ta lại hành hung tôi như vậy anh ta không chỉ đưa tôi vào bệnh viện tâm thần để tôi bị tra tấn mà bây giờ còn ra tay đánh tôi tới lời đức chúa trời cũng không cho tôi đọc tôi càng nghĩ càng đau đớn nên tôi cầu nguyện với đức chúa trời lạy đức chúa trời chồng con đang đối xử tệ với con bây giờ con rất yếu đuối con đường này con không biết mình nên đi như thế nào nữa xin ngài hãy dẫn dắt con cầu nguyện xong tôi nhớ đoạn lời này của đức chúa trời ngày nay hầu hết mọi người đều không có kiến thức đó tin rằng việc chịu khổ là không có giá trị họ bị thế giới từ bỏ cuộc sống gia đình thì gặp khó khăn không được đức chúa trời yêu thương tiền đồ của họ thật ảm đạm một số người đạt đến cực điểm của đau khổ chỉ muốn chết đi đây không phải là thực sự yêu kính đức chúa trời những người như thế là những kẻ hèn nhát không có sự kiên trì bọn họ yếu đuối và bất lực đức chúa trời mong muốn con người yêu kính ngài nhưng con người càng yêu kính ngài thì con người càng chịu khổ càng yêu kính ngài thì sự thử luyện của họ càng lớn do đó trong thời kỳ sau rút này các ngươi phải mang chứng ngôn cho đức chúa trời dù nỗi đau khổ có lớn cỡ nào vẫn nên đi đến tận cùng và thậm chí đến hơi thở sau cùng vẫn phải trung tính với Đức Chúa Trời, đầu phục sự sắp đặt của Ngài. Chỉ có điều này mới là yêu kính Đức Chúa Trời. Chỉ có điều này mới là lời chứng mạnh mẽ và vang dội. Suy nghĩ kỹ về lời Ngài, tôi nhận ra rằng mặc dù tôi đang phải chịu đựng nỗi gian truân đó và đang cảm thấy đau khổ, nhưng Đức Chúa Trời đang dùng tình huống đó để hoàn thiện đức tin của tôi, cho tôi cơ hội để kiên dững trước Satan làm chứng cho Đức Chúa Trời đó là tình yêu của đức chúa trời nhưng vì không hiểu được ý muốn của ngài nên tôi cảm thấy yếu đuối và tiêu cực tôi thấy mình thật là hèn nhát mà tôi nghĩ lại việc chồng tôi đã cố khiến tôi từ bỏ đức chúa trời anh ta chẳng màng đến sống chết của tôi mà đưa tôi vào diện tâm thần bây giờ thậm chí còn đánh tôi nữa Lúc đó tôi thực sự nhận ra, anh ta là một con quỷ, căm ghét và chống đối Đức Chúa Trời. Tôi nhớ Đức Chúa Trời đã phán, những người có đức tin và những người không tin, không tương hợp mà lại đối lập. Chồng tôi và tôi là hai loại người khác nhau, đi trên hai con đường khác nhau. Cho dù anh ta có áp bức tôi thế nào, tôi cũng sẽ không lùi bước, tôi sẽ tiếp tục đi theo Đức Chúa Trời. Cho nên tôi nói với anh ta, chúng ta ly hôn đi anh đi con đường của con người trần tục theo đuổi tiền tài còn tôi thì theo con đường đức tin chúng ta đi trên những con đường khác nhau không có một điểm chung nào cả anh lo cho con chúng ta như vậy thì chúng ta ly hôn đức tin của tôi sẽ không ảnh hưởng đến hai người tôi không cần bất cứ tài sản nào đâu tôi chỉ cần một căn phòng một nơi để sống để có thể đi theo đức chúa trời ý nghe chị nói vậy anh ta đã nói gì chồng của tôi nói tôi biết cô là một người phụ nữ tốt tôi không muốn ly hôn với cô tôi nói nếu không muốn ly hôn vậy thì hãy để tôi tự do tôi là tín hữu anh không được ngăn cản tôi anh ta nói cô có thể được tự do mà nhưng trước hết cô cần phải ký với tôi một thỏa thuận rằng cô sẽ từ bỏ đức chú trời toàn năng nghe như vậy tôi nói ngay tôi nhất định phải giữ đức tin của mình thỏa thuận đó tôi không thể ký chồng tôi nghe xong không nói gì hết kể từ sau bữa đó thấy không thể ngăn tôi tin đức chúa trời khi tôi thực hành đức tin chồng tôi cũng không ngăn cản nhiều nữa tôi đã có thể sống một đời sống hội thánh và thực hiện bổn phận như bình thường à, tạ ơn đức chúa trời tạ ơn đức chúa trời à tôi nghe nói sau đó con trai chị lại muốn đưa chị vào bệnh viện tâm thần chị kể cho tôi nghe được không à vào một buổi tối nọ tôi đi gặp một chị sống gần nhà để thảo luận về việc chăm tưới những người mới. Ngay khi chúng tôi vừa ngồi xuống thì con trai tôi xuất hiện. Nó rất hằng học nói với chị ấy. Chính bà là người đã cải đạo mẹ tôi, rồi xông vào cố tình đánh chị ấy. Tôi đã chạy đến ôm con trai lại, kéo nó lùi ra sau. Nó tức giận kéo tôi một mạch về nhà, rồi bực bội nói với tôi. Mẹ phải từ bỏ đức tin của mẹ ngay đi. Mẹ coi trên mạng nói gì về hội thánh của mẹ kìa. Rồi nó nhắc lại một số lời dối trá của đảng Cộng sản du khống hội thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng. Sau đó nó hét lớn lên. Ba, mau chóng gọi cho bệnh viện tâm thần. Đưa mẹ trở lại đó đi rồi nhốt mẹ lại. À, nghe con trai mình nói vậy, tôi thấy đầu mình như muốn nổ tung ra. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng con trai tôi sẽ vì tiền đồ mà vào hùi với ba nó để ngăn cản việc tôi tin vào Đức Chúa Trời. Thật đúng là tàn nhẫn mà rồi sau đó tôi nghe rõ là thấy chồng tôi gọi đến bệnh viện tâm thần và từ đầu dây bên kia họ nói bệnh viện đông quá rồi không còn chỗ nữa chồng tôi cúp máy nói hay là mình gọi cho cảnh sát để bọn họ đến bắt mẹ của mày đi đi con tôi nói mẹ không thể bị nhốt ở đó được hay là chúng ta nhốt mẹ vào trong căn phòng tối từng dùng để nuôi thỏ nói rồi hai cha con cưỡng ép đưa tôi vào căn phòng đó khóa cửa sắt lại rồi bỏ đi Ai, tôi thấy chồng và con trai mình bị đảng cộng sản trung quốc lừa gạt và đối xử một cách tàn nhẫn với tôi khiến tôi cảm thấy ớn lạnh lắm từ tận đáy lòng tôi càng căm ghét đảng cộng sản trung quốc hơn tôi nhớ những lời này của đức chúa trời trong hàng ngàn năm đây là mảnh đất của sự ô uế nó nhơ bẩn không thể chịu được đầy bất hạnh những con ma lộng hành khắp nơi thủ đoạn và dối trá buộc tội vô căn cứ tàn nhẫn và độc ác dày xéo thị trấn ma này và để lại những xác chết rải rác khắp nơi mùi hôi thối của sự phân hủy bao phủ cả vùng đất tràn ngập cả không gian và nó được canh chừng nghiêm ngặt ai có thể nhìn thấy thế giới bên kia các tầng trời con quỷ trói chặt toàn bộ cơ thể con người nó che cả hai con mắt của họ và bịt kín miệng họ lại quỷ vương đã hoành hành hàng ngàn năm đến tận ngày hôm nay nó vẫn canh chừng thị trấn ma rất chặt chẽ như thể đó là một cung điện không thể xâm nhập của những con quỷ những tổ phụ của thời thượng cổ những nhà lãnh đạo kính yêu hết thảy họ đều chống đối đức chúa trời sự xen vào của họ đã để lại cho mọi thứ dưới trần gian ở trong một tình trạng tối tăm và hỗn loạn tự do tôn giáo, quyền lợi và lợi ích hợp pháp của công dân, hết thảy chúng đều là các thủ đoạn để che đậy tội lỗi. Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt bớ và bách hại cơ đốc nhân, loan truyền tin đồn và vu khống về hội thánh Đức Chúa Trời toàn năng. Người nhà của các cơ đốc nhân thậm chí cũng bị giả lây, nên chồng tôi và con tôi cũng đã bị đảng lừa gạt, nên mới đứng về phe chúng ngăn cản đức tin của tôi thậm chí còn đích thân đưa tôi vào bệnh viện tâm thần để tra tấn tôi bây giờ lại muốn nhốt tôi nữa một gia đình hạnh phúc hoàn hảo giờ đã đổ vỡ đến mức này đảng cộng sản trung quốc chính là thủ phạm thực sự từ tận đáy lòng mình tôi vô cùng căm ghét chúng lũ quỷ xấu xa đó không lâu sau con trai tôi lấy một cái ghế đẩu đến ngồi ngoài cửa sắt nói với tôi mẹ mẹ đừng tin vào đức chúa trời nữa hồi còn làm kinh doanh mẹ đã rất cực khổ để có đủ tiền nuôi con ăn học bây giờ con đã có việc làm rồi có chút tiền rồi hay là con cho mẹ đi du lịch nha khi tôi nghe con trai tôi nói như vậy tôi nhận ra ngay đó là mánh khóe của sa tăng nên tôi nói với nó trước khi trở thành một tín hữu mẹ chỉ muốn kiếm tiền thôi cách sống đó khó khăn và mệt mỏi giờ mẹ đã tìm được đức chúa trời hiểu được một số lẽ thật cuộc sống của mẹ thoải mái và hạnh phúc hơn nhiều hai cha con con không thể để mẹ yên ổn như vậy sao cho dù bây giờ con có từ mẹ ba con ly hôn với mẹ mẹ vẫn giữ đức tin của mình mẹ đã quyết đi con đường này rồi nghe tôi nói như vậy nó không nói gì nữa mà bỏ đi tôi cảm tạ đức chúa trời vì đã củng cố đức tin của tôi tôi cảm thấy thoải mái, trong lòng cảm thấy vô cùng bình an. Tôi đã hát bài thánh ca này. Hỡi Đức Chúa Trời có thật toàn năng, lòng của con thuộc về Ngài. Sự giam cầm chỉ có thể khống chế thân xác của con thôi, chứ nó không thể nào ngăn bước chân con đi theo Ngài. Một con đường đau đớn, gian khổ và gập ghềnh có lời Ngài dẫn dắt con con không còn sợ hãi có tình yêu của ngài đồng hành bên con lòng con đã thỏa mãn rồi tôi cảm thấy đức chú trời ở bên cạnh mình dù ở trong căn phòng nhỏ tối tâm không thấy gì xung quanh cả tôi cũng không cảm thấy khổ sở nữa thật không ngờ là ngay sáng hôm sau con trai tôi đột nhiên mở cửa và đã thả tôi ra ngoài nó nói mẹ từ bây giờ con và ba sẽ để mẹ yên Mẹ có thể làm bất cứ điều gì mẹ muốn Khi nghe con trai nói như vậy Tôi biết rằng Sa Tăng đã bị đánh bại rồi Từ tận đáy lòng tôi Tạ ơn Đức Chúa Trời Tạ ơn Đức Chúa Trời Tạ ơn Đức Chúa Trời Việc tôi bị đảng Cộng sản Trung Quốc bắt giữ Và bị gia đình đàn áp Đã giúp tôi thấy rõ thực chất ác quỷ Chống đối Đức Chúa Trời của đảng Chúng bắt bớ và bách hại các tín hữu, loan truyền đủ mọi lời dối trá để lừa gạt mọi người, khiến gia đình của các tín hữu ra sức ngăn cản đức tin của họ vào Đức Chúa Trời. Chính bọn chúng là kẻ chủ mưu quỷ hoại hạnh phúc gia đình của các cơ đốc nhân. Chồng và con trai tôi vì đã nghe theo lời của đảng, ngăn cản đức tin của tôi vì lợi ích riêng của họ, thậm chí họ còn hù nhau đưa tôi vào bệnh viện tâm thần, không màng đến sống chết của tôi tôi cũng đã nhìn thấy rõ được thực chất chống đối đức chúa trời của họ tôi sẽ không để họ kìm hãm nữa thông qua trải nghiệm này tôi đã thấy rõ chỉ đức chúa trời mới yêu thương và có thể cứu rỗi chúng ta vào lúc tôi thấy bất lực và cảm thấy khổ sở nhất đức chúa trời đã dùng lời của ngài khai sáng cho tôi an ủi và khích lệ tôi dẫn dắt tôi vượt qua những ngày tháng vô cùng khó khăn đó tôi đã tự mình cảm nghiệm được tình yêu của đức chúa trời là vô cùng chân thật và tôi muốn đi theo ngài thực hiện bổn phận tôi sẽ không bao giờ hối hận tạ ơn đức chúa trời tạ ơn đức chúa trời